Mày nói chuyện đàng hoàng đi. Cái mặt mày đã xấu rồi mà mày còn nhăn nhó thiệt. Cái mặt của mày nhăn lại y như miếng mủ mà bị rớt vô lò than vậy, nó quéo lại á, mày biết không? Chồng người áo rách em thương, chồng em áo rách em thương chồng người. Ủa, là mày đi giật chồng ta đó má? Sao mà giật chồng như giật đồ vậy? Muốn giật là giật hả? Bởi vì á, bây giờ em mà cái bài hát á là cấm sừng á, là bài hát dành cho cuộc đời của em á. Cấm sừng ai, cấm chứ anh đừng cấm sừng em anh nghe. Tao cấm cái này lên đầu mày đó. Tin tức nghề thịnh hành kiếm ra tiền tỷ của giới trẻ. Người thứ ba trà xanh. Trời đất ơi, cái gì mà bây giờ cái thời đại gì mà nó kỳ cục vậy trời. Ăn học ra cha mẹ cho tiền ăn tiền học, rồi không biết đi làm học kỹ sư học bác sĩ đồ để kiếm đồng tiền lương thiện, đi giật chồng ta trời rồi kiếm ra tiền tỷ. Sao cái ngữ này sao tôi gác ngữ vậy trời. Trời ơi thiệt, ai chứ giật chồng ai chứ, mà giật chồng ngay chồng tôi nghe. Dòng nỉa này nè mà tôi lễ vô mặt nó như nặng mụn vậy. Thế thì tụi con đi học. Lo mà học hành cho đàng hoàng nghe không. Bài đặt nha. Làm người thứ ba đồ kiếm tiền tỷ trend đồ là tao đánh chết nha, tao đánh què dò đó. Thôi tụi con biết rồi mày gì. Mà nếu có làm á thì làm thứ bảy chủ nhật. Còn đâu làm thứ ba được tưởng rồi đó. Trời đất ơi, thứ ba là tao muốn đổi quần mày thứ bảy chủ nhật. Mày tụi mày quá trời quá đất tụi mày rồi. Đi học cho đàng hoàng, chiều về đúng giờ nghe. Có kìa có kìa. Chạy kìa chạy chừng sáu tao giái té cho bầm mình. Con cái gì đâu mà riết rồi dạy dỗ không được gì hết. Cái gì vậy? Cái gì vậy bảy? Cái gì vậy bảy? Trời ơi, mày điên hả? Mày điên hả? Mày qua quán tao. Mày cúi xuống. Cúi xuống. Mày ngồi yên. Mày ngồi yên. Mày bị khùng cái gì vậy? Sáng sớm mày qua quán tao mày quậy. Chị nói về, chị nói với em sao? Chị nói trong tình yêu đẹp nhất là có hai người. Thì đúng rồi. Người thứ ba xuất hiện là đổ vỡ một cái hạnh phúc đúng không? Đúng. Nhưng mà chị không hiểu vấn đề rồi. Vấn đề không phải là người thứ ba là người xuất hiện, mà là ai không được yêu nữa mới là người thứ ba đó. Em yêu ảnh từ xưa đến giờ, em lo cho ảnh quá nhiều điều luôn. Lúc nào em cũng chăm sóc quan tâm cho ảnh. Thời gian của em là thời gian của ảnh. Em tao dành cho cái này vô miệng mày à. Mày nói chuyện đàng hoàng đi. Cái mặt mày đã xấu rồi mà mày còn nhăn nhó thiệt. Cái mặt của mày nhăn lại y như miếng mủ mà bị rớt vô lò than vậy, nó quéo lại á, mày biết không? Kỳ cục quá. Có cái gì từ từ nói chị nghe coi. Em hỏi chị. Em hỏi chị á. Tự nhiên em hỏi chị tự nhiên nói không? Này, nói cái con mẹ gì không nghe vậy. Nói lại từ từ. Em hỏi chị. Nói giọng trầm đi, chị thích nghe giọng trầm của mày. Em hỏi chị. Em thương anh. Tự nhiên không ai làm gì. Tự nhiên anh yêu quen người em hỏi. Ôi là trời ơi. Làm sao? Là em thương anh, em lo cho anh. Vậy mà anh đem lòng anh quen người khác. Anh bí, gọi là anh bí mật. Anh làm sao lưng em. Mày phát hiện chưa? Em phát hiện ảnh ngoại tình, em có bằng chứng, em mới đi kể chị nghe. Mày có bằng chứng luôn? Có, trong đây nè. Nếu em không phát hiện làm sao em buồn đến ngày hôm nay. Em đau khổ như vậy. Sao riết rồi quá trời cái vụ này ta. Bởi vậy á, em nói chị nghe. Mình chung thủy gặp người phản bội. Còn mấy đứa bạn em á, sống nó phản bội người yêu không mà gặp mấy thằng bồ chung thủy. Em muốn quen bồ nó ghê á. Bởi vậy ông bà xưa có câu á. Câu gì? Chồng người áo rách em thương, chồng em áo rách em thương chồng người. Ủa, là mày đi giật chồng ta đó má? Không phải đâu, thằng chồng em nó phụ bạc em rồi. Trời ơi, riết là sao nét. Kỳ vậy ta? Sao mà giật chồng như giật đồ vậy? Muốn giật là giật hả? Bởi vậy á, bây giờ em mà cái bài hát á là cấm sừng á, là bài hát dành cho cuộc đời của em á. Cấm sừng ai, cấm chứ anh đừng cấm sừng em anh nghe. Tao cấm cái này lên đầu mày đó.
Bây giờ mày phát hiện không? Mày biết chỗ không? Em biết chỗ. Tao lấy xe, tao chở mày đi ra đánh. Tao đánh không đẹp, không lấy tiền. Đánh cái con trà xanh chứ đánh ai? Không, đừng. Tao đánh luôn chồng mày. Đánh hai đứa phải không? Đánh hai đứa, đánh ông trai, đánh luôn mày. Chứ gì? Tại vì mày ngu. Mày có chồng mà mày để cho người ta giật là mày ngu. Thôi bây giờ chị lấy xe chị chở em đi đi. Đi liền cho tao. Đi. Đứng dậy, nhanh. Mày đi qua bển tao kiếm tao đánh liền. Đâu ạ? Sao mà đi ra tới ngoài đường là cản ngữ án ngữ tôi à trời. Đâu kệ tôi hỏi chị. Màu ồn màu náo nhiệt quá mày sao mà bãi. Thôi chuyện của phụ nữ tao không hỏi chị. Thôi ổng ngồi đây đi, tôi bà đi. Từ từ để tao giải quyết. Đi về bển đi. À không, ngồi đây đi. Ngồi đây coi quán giùm tôi. Ông coi đó. Con Bảy nó bị người ta giật chồng. Trời đất ơi, thiệt không? Bị con nhỏ mới 17 tuổi giật chồng. Trời đất ơi, thiệt hả Bảy? Trời ơi, đẻ 7-8 đứa con bây giờ nó mới biết. Cái gì, 17 tuổi đẻ 7-8 đứa con? Đẻ 7-8 đứa con nheo nhóc. Ê, như vậy là không được, cái thằng nó phải đi tù á. Bây giờ tôi đại diện cho pháp luật công lý, tôi đi bắt nó nè. Ông ở đây ông coi chừng cho tôi. Bảy! Thôi chị ơi, nói nghe nè, không ai đánh ảnh thôi, đừng có báo tôi quen được không? Em dành là ảnh thôi, chị dành ảnh đi tù chứ giờ ai ở với em? Quang đi bà ra đây cho tôi hỏi cái. Ủa? Con Bảy á, nó có mời đám cưới tôi với bà không? Ủa vậy nó lấy chồng hồi nào? Trời ơi, nó lấy lén lấy lúc mà. Nó là đầu trộm đuôi cướp, làm gì mà nó dám làm đám cưới nó mời mình. Đúng không Bảy? Trời ơi, hèn chi con nhỏ này, thiệt sự mày quá trời quá đất mày Bảy. Mày ra đây coi. Mày bước ra đây. Mày ra đây giải quyết chuyện của mày mà sao mày cứ núp núp trong trong. Mày ăn cắp đồ tao chổng hay gì? Dạ. Mày cầm đâu vậy? Mày cầm chợ đâu? Đi chợ chứ đi đâu? Mày điên hả? Mày điên hả? Chồng đánh mày bị người gõ người ta. Chồng mày bị người ta. Mày bị người ta giật chồng, giật bồ mày mà mày giờ này mày đi chợ mày làm gì? Bây giờ đi ra chợ đi, trốn tránh dư luận đi. Đi né đi. Đứng ở đây chửi trên đầu trên cổ nặng đầu á, con chồng ghim cho cái sừng rồi. Bây giờ chồm sớm còn nói nặng nói nhẹ nữa. Kiếm cái gì đội lên đầu coi. Mày đứng lại đây. Người ta đang giải quyết cho mày. À đó. À cái gì cũng xồm xồm, hỏi từ từ coi. Hỏi từ từ gì? Giật chồng ta mà từ từ. Ông mắc cười quá bởi vì tôi đấy. Thằng cha già sống không có tình có nghĩa. Tình làng nghĩa xóm đâu. Nó đơn thân vậy thì bây giờ nó bị giật chồng, tôi phải đứng ra tôi bên. Đúng rồi, bây giờ chị theo em đây. Có nói gì đâu. Tôi. Cái gì vậy? À, tôi tức quá. Bước qua đây. Bước qua đây. Hai chị em bước qua đây. Bà nhắn bà đánh lại ta không? Không đánh lại hả? Tôi cũng phải đánh cho bằng được. Đi chứ. Mùi mấy nhân chụp đi, đầu luôn đây. Đi. Mùi người đâu. Tình làng nghĩa xóm với mình. Cái con mẹ già chơi dơ. Trời ơi, bây giờ đây mày đặt cái lộn cái lạo nữa. Trời tôi gì? Trời nắng chang chang mà chở tôi đi đâu vậy? Kiếm nó chưa đi đâu mà. Có chắc là kiếm được không? Hay mà biết đâu à, mày phải biết kiếm được. Chị ơi, đâu kìa. Mẹ gì vậy? Đánh đi tôi. Mày lá lạc quá vậy? Chưa chưa lăn, trời ơi. Chưa phải thôi. Chở mày hả, thiệt á, như du đảng, du côn vậy đó. Chở kìa. Mày từ từ coi, mà đúng nó không? Nó đó. Bây giờ lại là đạp xe nha. Bà chạy lên gần, tôi đạp xe một cái té xe xuống, tôi nắm đầu đánh mấy cái. Giật chở lên gối, cúi đầu đó, tay màng đó. Rồi. Dạ, hai chị cần cái gì? Đi vô luôn, vô. Đi vô cái gì, bốn phòng đi, vô. Trời ơi, con này. Chị phải chọn cái phòng chị vô. Chị chọn phòng, em chọn đồ, em chọn cái phòng. Em chọn cái màn hình, em chọn cái điện thoại. Mày điên hả? Đi khách sạn chứ đâu phải là chợ bà Chiểu mà bị vô mày mua đồ. Chào em. Mình cần gì hả chị ha? Vô khách sạn mà tự nhiên rồi hỏi ấy làm gì? Cần gì? Vô khách sạn bút phòng chứ không lẽ vô khách sạn ăn lộn buffet. Đúng không? Em. Cho chị bút phòng. Dạ chị ở phòng VIP phòng thường. Trời nó lì dễ sợ vậy, nó cứ hỏi hoài trời. Chị bút phòng có phòng là chị bút à. Đừng hỏi phòng VIP phòng thường nữa. Bút lâu rồi, bút lâu bút 3 ngày. Tí má, bút 3 ngày chi? 3 ngày cho trời mở cửa mã hay gì? Bút chị bút 1 tiếng mà chị muốn đi. Mày không quá, tao nói chuyện với nó coi. Mày bút 1 tiếng rồi mà chị muốn bút là bút chung với cái cặp nãy đó. Ở riêng đi, ở chung kỳ. Ở chung chả bày đàn cho nó vui với con này kỳ cũng quá. Ở chung nha bé. Không được chị, phòng đó, phòng đơn khách sạn quy định là có hai người được. Cho thằng này quản lý mà khó khăn quá. Phòng đó mấy giường? Phòng đó là phòng một giường. Một giường thì nói hai giường vô cho chị. Đúng rồi, mình cái gì mình cũng có thể làm được hết nè. Chị có tiền 500 được không? Được không? Không mướn được. Cái phòng kế bên 1 triệu cho chị. Cái phòng kế bên luôn, cho 1 tiếng hồ rồi. Chết rồi chị, hả? Chết rồi em ơi, chị em khó chịu quá. Em linh động gì trời, đó em ơi. Chị muốn vô phòng liền. Nhưng mà như đây không được. Thêm đây. 200 nữa. Trời ơi, em ơi, chị muốn.
quá. Trời ơi, có cái gì em ơi, đó rồi đó, đó đó xong chưa? Chị muốn lên phòng liền chứ giờ chị lên quá. Thôi chị lên. Ê, cẩn thận đi mấy chị. Dạ chú. Dạ. Chú đâu ạ? Tôi lên với hai con đào của tôi. Hai đào là hai con đào lộng hộp mới vừa lên đó. Dạ tại vì phòng đó phòng đơn á chú. Hai chị đó lên rồi nên là mình không vô được nữa hả? Ủa đâu có được. Hai con đào là hai con đào của tôi á. Tôi lên đây là lên với hai con đào đó sao không được hả? Chú phòng đó là phòng đơn là có hai con người chui vô được một căn phòng. Chú là người thứ ba chui vô là nó lại quẻ không được chú. Vậy nè chú, hai chị mướn phòng 203 nhưng mà không có ở để đi qua phòng của anh 202 ở rồi anh hết. Là bây giờ là hai con đào của tôi bút cái phòng 203 đúng nhưng mà không ở 203 đi qua 202. Dạ đúng rồi. Như vậy là có một thằng ở 202 đúng chưa? Dạ, đúng rồi chú. Nếu mà hai con đào của tôi nó ở 202 rồi thì đúng đưa 203 cho tôi đi. Nhưng mà không được là tại vì 203 là hai chị đã mướn. Ừ. Nhưng mà hai chị không ở phòng 203, hai chị qua phòng 202. Nhưng mà phòng 203 hai chị đã mướn. Tôi biết rồi. Ừ đúng rồi. Tức là bây giờ nè, phòng này là phòng 202 chứ gì đúng không? Là đúng có rồi, hai con rồi. Người trong này là một đực một cái là một đen một hồng nè đúng chưa? Đúng rồi. Bây giờ là hai con đào của tôi là dạ. Nó từ 203 là nó nhảy sang 202. Đúng chưa? Đúng. Là phòng đúng. Này giờ 4 người nè. Dạ đúng. Ừ, bây giờ 203 đang trống nè. Cho tôi mướn đi. Ờ nhưng mà hai chị đã mướn rồi. Thì biết là hai chị này mướn rồi. Hai cái con này là hai con đào của tôi nè. Hai con này nó mướn cái phòng này. Bây giờ nè, hai cái con đào này tự nhiên nó lăn qua bên phòng bên đây là gặp bốn tụ nè. Đó, bốn tụ đủ sầu tiếng lên này nè. Đó. Rồi cái phòng 203 hiện giờ đang trống nè. Đúng rồi. Là nó mướn cho tôi. Tôi lên tôi ngủ nha. Chuyện này hết xong rồi đó, nói chuyện con nghe. Phòng này bốn con người vì phòng này trống đúng rồi. Ôi mà chú. Ôi, đông dữ vậy trời. Trời đất ơi, nuôi ở nhà cho đó anh. Mày đi vô đây. Trời ơi, tôi giọng quá gì chết lên rồi. Trời ơi, nhà cho mày đỡ nữa. Đánh con đỡ nữa. Trời ơi. Trời ơi, em. Đây là giang phu dâm phụ đúng không? Đánh là vừa. Quá trời tụi mày rồi ha. Tao nói thiệt mày ha, không phải chồng tao. Tao nói thiệt rồi ha. Tao nói với mày cho mày chắc mày luôn chứ mày đừng nói. Còn con này nữa, mày dứt chồng tao hả? Tao nói thiệt với tụi mày. Con này, mày. Ôi, đánh nó đây. Hả? Dù gì vậy? Tao nói con này. Tao nói mày, kể cả mày luôn. Nè mày lại đâu? Mày cái gì vậy? Để cho. Cái gì vậy? Trời ơi. Sao vậy mà cứ nằm sau lưng tôi đâm to không thề ông nội. Bà nói bà ông nữa làm cái gì vậy hả? Có vợ có con rồi dắt gái vô đây hú hí nữa trời ơi. Anh đừng có nói nữa đồ phản bội. Trong khi thời gian qua mình dành tình thương cho ảnh, bây giờ ảnh bỏ mình ảnh đi ngủ người khác. Ở chị nào bây giờ chị đừng cản em, bây giờ em giết ảnh nè. Chị đi tù mà em đi được rồi. Giải thích đi mà, giải thích cho mà, giải thích cho tao nghe đi. Ăn mày có điên không, tự nhiên mày bị giết chồng mày cái tao ở tù. Đây là ai? Ê. Lấy vậy đi. Đi đánh cái vừa dẫn cho tôi hả? Đi ra đi. Phản bội ngốc nghếch. Đừng nói nữa. Em đi. Phải thôi. Đúng rồi, quậy lên cho chị. Con kia trà xanh mà nó đòi ly dị. Ủa nó có ngược không? Hai ông bà bị làm sao vậy? Tôi mới hỏi anh sao đó. Anh sao vậy? Có vợ có con rồi tự nhiên dắt gái vô trong khách sạn chi vậy? Trời ơi, bà bậy chứ là chủ hụi của tôi thôi. Bà chủ hụi là vô kia mà đúng rồi. Mày sao? Bà là chủ hụi thôi, còn đây là vợ của tôi. Tụi tôi có giấy tờ hợp pháp đàng hoàng, có hình ảnh luôn. Mấy ông làm vậy là chết tôi rồi. Ui. Theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam á, thì chủ hụi á có tính là một thành viên trong khẩu đó. Chủ hụi là chỉ có bỏ hụi ra, rồi coi con nào sống thì đóng, con nào chết thì cũng đóng. Hai đứa đóng qua đóng lại cuối năm hốt ra ăn Tết. Còn ai không có tiền thì hốt trước trả nợ, chứ làm gì mà được dính với gia đình ta. Như vậy là nãy hành động của anh Bảy là nó đúng với luật pháp không?
cái bà ở đây á là vợ tôi, vợ hợp pháp, có giấy tờ và hình ảnh đàng hoàng. Ủa, vợ hợp pháp bắt chị ở nhà tại sao không tò te tú tí lôi đầu nhau vô khách sạn? Ừ, vô tốn tiền mấy trăm ngàn. Tôi có tiền mà, tôi trải nghiệm cảm giác mới mẻ hồi mới quen nhau. Thì bảy mà nó ở đâu rồi? Mới quen nào không nhận vô khách sạn? Mới quen không nhau. Bả là chủ hụi thôi. Chẳng qua tụi tôi là hàng xóm, tôi thấy bả một mình, tôi qua tôi mua nước cho bả thôi, tôi quan tâm chút xíu thôi. Sao nãy em không giải thích vậy? Giải thích gì từ đầu vậy đi? Có ai cho tôi nói câu nào đâu? Nghĩ từ nào tới giấy vô sao mày không nói? Mày để tao đánh mày quá chứ giờ mày nói, mày nói tao nhục nhã chứ không? Người vô bịt miệng tôi làm sao tôi nói? Ác nhân sát đức kìa. Trời ơi, con Bảy ơi, mày hại tao rồi. Trời ơi, tao tính đâu là chồng mày, tao đi lại đây tao đánh ghen, giờ mày làm gì? Thiệt á, vô phá nhà phá cửa anh ta. Tự nhiên đâu không vô, chui đầu vô đây, chui đầu vô khách sạn. Mà khách sạn có phải rẻ đâu, 400-500 ngàn mà muốn hai phòng nữa chứ. Thiệt sự bây giờ đó, giờ đi hết đó. Thằng chồng đi theo, con vợ đi theo luôn. Đó, nhỏ tình nhân, nhỏ chủ hụi đi luôn rồi. Giờ cuối cùng hai còn hai con già ở đây, có tôi với bà là... Sẵn ở đây á, sẵn là lão thuê hai phòng cũng mắc tiền. Ông ấy chắc là đầu ông quá chứ ông ấy hả? Nghĩ sao vậy? Tỉnh đi bé.